Lạm phát tại Vương quốc Anh đã chậm mốc 3,4% trong tháng 2, thấp hơn 0,6% so với tháng 1. Kết quả này đạt được một phần do tốc độ tăng giá lương thực giảm bớt trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt nhấn mạnh. Các gia đình hôm nay sẽ thở phào nhẹ nhõm vì chúng tôi đang đi đúng hướng để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%. Đây là tỷ lệ lạm phát thấp nhất trong hai năm rưỡi trở lại đây. Nhưng đáng khích lệ nhất là lạm phát lương thực, gần 20% một năm trước, bây giờ chỉ còn là 5%. Cũng theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, lạm phát giá dịch vụ trong tháng 2 đã giảm xuống còn 6,1% so với mức 6,5% ghi nhận trong tháng 1. Các số liệu đáng khích lệ cho thấy khả năng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất vào mùa hè sắp tới. Bộ trưởng Tài chính Anh cho biết. Khi lạm phát tiến gần đến mục tiêu, điều đó mở ra cơ hội cho Ngân hàng Trung ương Anh xem xét việc giảm lãi suất, giảm lãi suất thế chấp. Điều đó tạo ra sự khác biệt rất lớn. Còn quá sớm để biết liệu sẽ có một sự cắt giảm nữa trước cuộc bầu cử chuẩn bị diễn ra hay không. Nhưng điều tôi muốn nói là những gì bạn có thể thấy là những quyết định khó khăn mà chính phủ đưa ra trong năm qua đang được đền đáp. Tuy lạm phát đang có dấu hiệu giảm mạnh, nhưng các chi phí sinh hoạt leo thang vẫn đang gây thiệt hại nặng nề về tài chính đối với các hộ gia đình ở Anh. Theo dự báo mới nhất từ Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách, Cơ quan Giám sát Tài chính Độc lập tại Anh, thu nhập sau thuế của người dân nước này sẽ chỉ khôi phục lại mức đỉnh trước đại dịch vào trung tuần năm 2025 hoặc đầu năm 2026.